Tập tiếp theo trong Vua Đầu Bếp tiếp tục là thử thách chiếc hộp bí mật thú vị, mang đến những phần thể hiện tuyệt vời. Người chiến thắng luôn nắm trong tay những lợi thế cực kỳ hấp dẫn. Cuối ngày, với sai sót không đáng có trong cách chế biến, sẽ có thêm một giấc mơ chinh phục danh hiệu cao quý bị dập tắt bởi sức nóng trong căn bếp. Người ra về ngày hôm nay phải chấm dứt ước mơ trở thành vua đầu bếp. Đón xem Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên VTV3 để cùng tiếp lửa tình yêu nấu nướng cho chính căn bếp gia đình bạn.